6 giờ tôi chụp hình nghe con. Hôm nay là sinh nhật của Hồng Vy nè. Hồng Vy đi tắm biển nè. Ý cha, Hồng Vy đang làm gì đây? Đứng dậy đi con. Đứng dậy đi. Hồng Vy đang làm gì? Hồng Vy ơi. Dì tôi gọi kìa, dì tôi gọi kìa. Hồng Vy ơi. Dì tôi gọi kìa. Làm xấu ơi, làm xấu. Làm xấu cho dì tôi sợ. Ôi trời, trời ơi. Sợ. Làm xấu cái nữa. Làm xấu cái nữa. Thấy chó. Làm xấu cái nữa, làm xấu cho dì tôi sợ kè liền. Làm xấu ấy. Chó. Đây là mẹ của bé Hồng Vy. Đây là biển. Hôm nay sinh nhật của Hồng Vy. Hồng Vy đi tắm biển. Đây là dì của Hồng Vy. Đây là chị của Hồng Vy. Lộn, đây là em của Hồng Vy. Qua đây con gái. Ý, Tina đi. Có lời nào phát biểu không con? Có lời nào nhắn nhủ với các bạn không con? Ừ? Không hả? Ý chà. Không có lời nào nhắn nhủ với các bạn. Hồng Vy ơi. Cười lên. Cười lên đi con. Cười lên. Với mẹ cười lên đi. Kêu ba ơi. Ba ơi. Cười chím chím ớn còn quá.